Ngày 1 tháng 2 năm 2024, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân, thăm bà con nhân dân và các chiến sĩ dân quân nằm trên địa bàn hai xã Hòa Thạnh và Hòa Hội thuộc huyện Châu Thành. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại các đơn vị, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các đơn vị phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân vùng giáp biên, giữ vững sự ổn định, bình yên trên tuyến biên giới.